Còn tại tỉnh Lai Châu, người nông dân Nguyễn Phan Hội ở bản San Thàng 2, xã San Thàng hiện đã bước đầu thành công với mô hình trồng măng tây. Thu nhập cây măng tây mang lại cao gấp nhiều lần so với cây trồng khác. Vậy nên anh Hội đã quyết định tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích. Quyết định đưa cây măng tây vào trồng, anh nông dân trẻ Nguyễn Phan Hội đã có quá trình tìm hiểu kỹ lưỡng để thực hiện bài bản từ các khâu làm đất đến phòng trừ sâu bệnh. Nhờ đó, chỉ sau 5 tháng, diện tích 1 hectare cây măng tây đã bắt đầu cho thu hoạch. Hiện trung bình mỗi ngày, gia đình anh thu được gần 60kg măng tây, bán cho các siêu thị ở Hà Nội với giá từ 70 đến 80 nghìn đồng 1kg. Đầu ra của mình thì còn không đủ cung cấp luôn, đầu ra bây giờ. Thực ra thì mình cũng chưa hợp tác với cả cái bên đối tác của Hàn Quốc vừa rồi đấy, nhưng mà bây giờ mình mới hợp tác của trong nước thôi, nhưng mà đã không đủ cung cấp. Nên mình cũng chỉ mong nên tới đây bà con là cứ yên tâm mà làm thôi. Một làm sao chỉ cần là 1 hát này, một ngày mình vặt lấy đạt được 40-50 cân mình đã siêu lợi nhuận. Bây giờ 50 cân mà cũng 3 triệu rưỡi một ngày, mà một tháng cũng được 100 triệu rồi. Mà cái này thì không phải mất ra gì, chỉ mới công làm cỏ thôi. Bây giờ này những người mình mà làm ở nhà trực tiếp thì mình bỏ công sức mình ra mình làm thì không phải thuế. Theo anh Nguyễn Phan Hội, cây măng tây đem lại hiệu quả kinh tế cao vì thời gian thu hoạch kéo dài liên tục 9 tháng một năm và chỉ cần trồng một lần có thể thu hái kéo dài từ 8 đến 10 năm mới phải trồng lại. Thực tế, một số địa phương khác cây măng tây được biết đến là cây tiền tỷ, cây sao vua. Tuy nhiên với Lai Châu, đây là cây giống mới bởi mức đầu tư ban đầu khá cao, khoảng 500 triệu đồng một hecta nên hiện chưa có nhiều người đầu tư. Theo anh Hội, để trồng thành công cây măng tây cần chú trọng từ khâu làm đất, phân bón, lên luống, đào hố theo đúng kỹ thuật. Nên là cây này thì chủ yếu đầu tiên là phải làm cái khâu đất, nó phải chuẩn bị kỹ lưỡng về cái đất trước. Thứ hai nữa là cây giống. Chứ còn cái thổ nhưỡng ở đây thì người ta có sẵn rồi. Thời tiết khí hậu đất đai thì là hợp cây măng tây rồi. Từ 1 hecta bắt đầu thử nghiệm trồng vào tháng 9 năm 2019, đến nay anh Hội đã phát triển, nhân rộng được 3 hecta. Tuy nhiên, cùng vẫn chưa đủ cầu, nên anh đang xây dựng kế hoạch liên kết với bà con ở tại huyện Tam Đường, mở rộng diện tích. Tham gia liên kết, các hộ sẽ được anh Hội hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và bao tiêu đầu ra cho sản phẩm.